Nam mô Phật, chào quý thầy, quý sư, quý sư cô và tất cả quý học viên. Chúng ta học tiếp 2 tiết sau. Thì các bài mà đọc hiểu hôm nay á, chúng ta sẽ trích một đoạn trong bài kinh niệm xứ, bài kinh tứ niệm xứ. Chúng ta học cái đoạn đầu. Trước khi mà đi vào tìm hiểu nghĩa của từng từ thì chúng ta đọc qua bài kinh, đọc cái phần chánh tạng bằng tiếng Pali. Cô mời một học viên. Cái phần này thì cô chia ra làm 2 đoạn. Cô mời 2 học viên đọc 2 cái phần này trước khi chúng ta đi vào dịch. Cô mời Thanh Vân. Dạ, con kính chào sư cô. A Di Đà Phật, con đọc cái đoạn đầu đi. Dạ, con xin đọc ạ. Dạ. Evang Nisuttang Ekang Samayang Bhagava Kurusu Viharati Kama Sada Sadamang Nama Kurumang Nigamo Tachakho Bhagava Bhikkhu Amante Si Bhikkhavo Ti Bandante Ti Tê Bích Khu Bhagavato Bát Chà Sô Sâm Bhagava Etada Vô Cha. Con đọc luôn cái đoạn dưới. Dạ. Ekayano Ayang Bích Khave Mắc Vô Sát Tà Năng Vinh Sô Đi Gia Sô Ca Bà Rù Đê Vả Năng Atthangamaya Nayasa Adigamaya Nibbanasa Sachikiriyaya Yadidang Chattaro Satipatthana. Dạ, mô Phật. Cô cảm ơn. Cô mời một vị khác đọc lại cái đoạn này. Mời một vị nữa. Cô mời một vị khác. Chú Dũng vào lớp cho chú Dũng. Dạ thưa sư con vào rồi. Cô mời chú Dũng đọc lại đoạn này. Dạ thưa sư con đọc. Evang me sutang ekang samayang bhagava purusu viharati kama sadama nama purunang yamo atthako bhagava bhikkhu amangvesi bhikkhavo hi bandate hi te bhikkhu bhagavato baccha susum bhagava etadava bhukta ekayano ayam bhikkhave makvo sattanang Visuddhiya Soka Paride Vanang Samatika Maya Dukhado Manasanang Athang Kamaya Nayasa Aditya Maya Nipanasa Tachi Kiriyaya Yadidang Chattaro Satipatthana. Cảm ơn chú Dũng. Chúng ta sang đọc cái đoạn thứ hai. Không mời một vị khác đọc cái đoạn thứ hai. Em mời Thanh Minh. Thanh Minh vào lớp chưa? Vị nào đã vào lớp rồi, cô mời một vị khác đọc cái đoạn thứ hai này. Mời Bích Tiên. Bích Tiên có trong lớp không Bích Tiên? Bích Tiên có trong lớp không?
con thưa sư cô. Rồi cô mời con đọc. Dạ con đọc. Ta ta mê. Ta ta mê. Ta nhé. Ta mê bác sĩ. Ta ra đi. A ta đi. Tam ba cha nô. Sa ti ma. Vinaya. Lô cơ. Abhi cha du mat. Dumana sam vedana su vedana nupasti viharati tavi samachano satima vinaya loke apicha dumana sam citta citta nupasti viharati atavi samachano satima vinaya loke apicha dumana sam dhammaso dhamman harati abhi sambacano satima vinaya loke. Dạ mô Phật, cái từ dưới con bị che mà không thấy hả? Không thấy hả? Dạ mô Phật. À vậy hả? Bi cha manasam. Không thấy cái từ cuối cùng hết sao? Dạ con mới đọc rồi ạ. À mô Phật. Dạ mô Phật. Cô mời một vị nữa đọc cái đoạn này. Cô mời một vị khác. Kim Thủy. À, xin lỗi, à, Lệ Khiết giơ tay đây. Cô mời Lệ Khiết. Cô mời Lệ Khiết. Dạ, như được Phật Thầy Tư cũng đọc rồi. Mô Phật. Katame Kataro Ida Vik Vikave Vikho Kaye Kaya Lupasi Viharati Atapi Sambayano Satima Vinaya Loke Abhiya Domanasam Vedana Su Vedana Lupasi Viharati Atapi Sambayano Satami Satama Vinaya Loke Abhiya Domanasam Chitte Chittanubhati Viharati Atapi Sambayano Satsima Vinaya Loke Abhiya Abhiya Domanasam Dhammesu Dhammanu Dhamma Nupasi Viharati Atapi Samba. Hết rồi mà. Đọc ở đâu? Đọc ở đâu vậy? Đọc mấy cái cũng đọc đi mà. Mô Phật. Dạ. Cô cảm ơn. Dạ, anh như Phật. Chúng ta đi vào phân tích nghĩa của từng từ và phân tích theo từng câu hoặc từng cụm từ. Câu thứ nhất, Evang Me Sutta. Cái câu này là chúng ta đã dịch rất là nhiều lần rồi.
Cô mời một vị đọc lại, đọc cho biết nghĩa của những cái từ này. Những cái từ này là chúng ta trong những cái bài đọc hiểu đó, chúng ta gặp lặp đi lặp lại cái từ này nhiều lần rồi. Evang me su tam. Này cô mời Liên Xuân. Dạ mô Phật. Con xin Phật con đi cầu. Ê vâng. Như vậy tôi nghe. Ê vâng mê. Có nhớ nhớ nghĩa của từng từ không? Ê vâng là gì? Như vậy. Dạ. Ê vâng là như vậy. Từ loại của ê vâng là gì có nhớ không? Bất biến từ. Bất biến từ. Như vậy hay là như vậy. Đây là ôn lại thôi chứ những từ này là mình học rồi. Mê. Mê là gì? Nhớ không Linh Sơn? Dạ. Mê. Dạ. Đại từ ạ. À, đại từ. Đại từ nhân xưng. Dạ đại từ. À, đây dùng cách thứ mấy có nhớ không? Dạ cách thứ mấy là bởi là với đó là cách thứ mấy? Dạ cách thứ ba. Ừ, cách thứ ba là gì? Là được biết là sử dụng cách đúng không? Dạ sử dụng cách. Số ít hay số nhiều? Dạ số ít. À, số ít của đại từ amha đó nghĩa là cái gì? Là bởi gì? Bởi tôi ạ. À, bởi tôi. Bởi su tăng. Su tăng là ra từ chữ si tăng là nghe. Ừ. Được nghe. Từ loại của nó là gì có biết có nhớ? Từ loại lại là động từ. Hả? Là động từ ạ. À, động từ nhưng mà ở đây là dùng là quá khứ. Quá khứ dạ. Phân từ của gì? Của su tăng. À đúng rồi, của su nam tí đúng rồi. À, ghi mỗi một bài mình ôn lại là mình sẽ nhớ nhiều hơn. Là nghĩa là gì Xuân? Dạ có nghĩa là được nghe. À, được nghe đây là quá khứ, chúng ta dịch là đã được nghe rồi. Cả câu này dịch sao? Dạ như vậy tôi nghe. Như vậy tôi nghe. Dạ cô cảm ơn. Dạ câu này dịch là như vậy tôi nghe. Cái phần này là chúng ta ôn lại thôi chứ cái câu này là chúng ta gặp được mấy bài rồi, qua mấy bài tập đọc hiểu chúng ta đã biết được cái mấy cái từ này rồi. Sang câu thứ hai. Ekang samayang bhagava kuru suvihārati. Cô mời một vị khác. Các vị nào chuẩn bị bài rồi? Cô mời Thanh Vân. Dạ con chào sư cô. Dạ. Vâng. Dạ ê căng là một thở nọ. Ừ. Là cách thứ hai của ê ca. Ừ. Samayang là một thời. Một thời. Bhagava là Đức Thế Tôn là chủ cấp số nhiều. Ừ. Kurusu là tại. Kuru là cách thứ năm à? Tại là cách thứ mấy hả? À, dạ tại là cách thứ định sở cách ạ. Ừ, định sở cách đúng rồi. Dạ in on off. Ừ. Dạ, dạ Vimarati là động từ, là sống là động từ. Ừ. Số ít từ ngôn chủ cách số ít động từ ở thì hiện tại. Ừ. Bổ nghĩa cho Bhagava. Dạ vậy là dịch là một thở nọ Đức Thế Tôn ở sống ở tại Guru, ở tại Guru à? Alo. Alo. Dạ, cô cảm ơn, cô cảm ơn cô nghe rồi. Dạ. Dạ con chào cô. Mô Phật, cô cảm ơn con đúng như vậy. Ê căng
Ekan đây là một thở nọ, nó là biến cách của Eka đó. Là số từ là một samajan. Samajan là cái từ gốc của nó là samaya. Hồi nãy cái này là con nói là đối cách phải không? Dạ là một thời ạ. Đối cách. Đối cái này là đối cách nhưng mà dùng trong cái cách thứ thứ bảy là định sở cách hay là vị trí cách đó. Vị trí cách số x là thời hay là lúc. Bhagava, từ Bhagava này chúng ta cũng gặp rất là nhiều lần rồi, biến cách của Bhagava đây là chủ cách số x. Đức Thế Tôn Guru Su, đây là danh từ nam tánh vĩ ngữ u. Nãy con nói đây là gì, vị trí cách phải không, định sở cách phải không? À, định sở cách là ở tại Guru. Tại Guru. Rồi động từ đây là động từ hiện tại. Động từ hiện tại chia số x. Số x là ở hay là sống đúng không? Dạ. Rồi nãy con dịch cái câu này, con dịch cả câu làm sao? Dạ 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 thưa sư cô, là một thời Đức Thế Tôn sống tại Guru ạ. À, cô cảm ơn con. Thưa sư cho con hỏi. Một phần. Dạ thưa sư, Samayang đó là dùng cách 2 hay cách 7 ạ? Cách 2 nhưng mà dưới cái nghĩa là cái cách 7, nên trong khi ấy á, lúc ấy à, cái hình thức của nó là cách thứ 2 nhưng mà ý nghĩa là cách thứ 7. Dạ cảm ơn sư. À, ở đây chúng ta dùng là một thời hay là rồi chúng ta có thể dùng là lúc bấy giờ. Một thời hay là lúc bấy giờ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn sống tại hay là ở tại. Ở tại hay là sống tại. Chúng ta sang cái đoạn tiếp theo. Dạ mời một vị khác dịch cái đoạn tiếp theo. À, trong cái lúc mà đầu học kỳ đó, khi mà cô chia sẻ mà cái cách mà mình học những cái bài kinh đó, thì vào thì đầu tiên là học viên đọc đọc qua một vài lần cái đoạn kinh đó, rồi sau đó thì quý học viên sẽ phân tích nghĩa của từ cũng như cái các cái cách, các cái ngôi, các cái số của các cái từ, rồi sau đó mình dịch cả câu. Nếu có cần bổ sung điều gì thì giảng viên sẽ bổ sung, còn nếu không thì chúng ta là sang cái phần khác. Nghĩa là học viên phải có cái sự chuẩn bị ở nhà đó, nên cô mời một học viên khác. Cao Sĩ Tấn có chuẩn bị bài chưa? Dạ, chuẩn bị bài. Chuẩn bị chưa Sĩ Tấn? Dạ chưa cô tại. Một phần. Vị nào đã chuẩn bị bài rồi cô mời vị nào đã chuẩn bị bài rồi. Diệu Thông này, mấy lúc là Diệu Thông cũng hay chuẩn bị bài trước lắm, hôm nay có chuẩn bị bài chưa? Dạ con xin đọc là các là của một cái kiềm ma sát đàm ạ. Con là na na là xứ tận Kuru Năng là xứ Kuru Năng á. Nigamo là đô thị ạ.
Rồi dịch các câu này dịch như thế nào? Dạ, Kemasada là đô thị của xứ Kuru ạ. Cái đoạn này nó tiếp cái đoạn ở trên. Cái đoạn ở trên là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở tại khu xứ Kuru. Xứ Kuru thì bốn cái từ này á, là nó bổ sung thêm cho rõ cái xứ Kuru đó là nói chính xác là cái vị trí Đức Phật ở đâu. Ví dụ như nói là cái anh ta sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh nó rộng thì mới nói rõ là ở cái quận nào của thành phố Hồ Chí Minh. Nên ở đây là nói là tại xứ Kuru. Rồi cái câu cái đoạn này cho chúng ta biết là chính xác là cái vùng nào. Cái vùng đó là cái vùng là Kamasadama. Thì Kamasadama này nó là một thị trấn hay là cái đô thị của cái xứ Kuru đó. Ở đây thì nó rõ hơn. Kamasadama đây là cái danh từ riêng. Danh từ riêng được dùng là đối cách số ít. Là địa danh. Nam là danh tánh hay là cái tên, cái vùng đó nó có cái tên gọi như vậy đó. Đây nó là danh từ trung tánh, uyển a. Danh tánh hay là tên gọi. Kuru năng là danh từ nam tánh, uyển ngữ a. Đây là sở hữu cấp số nhiều của xứ Kuru. Cái vị ngữ đó là u năng đó, cái gốc của từ nó là Kuru. Nigamo đây là chủ cấp số ít, thị trấn hay là đô thị. Cái câu này dịch tiếp cái câu ở trên đó. Câu ở trên là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở tại xứ Kuru. Cái đoạn trước của mình là vậy, thì ở đây mới cho biết là chính xác cái chỗ nào. Xứ Kuru, vùng Kama Sakdama, dùng Kama Sakdama, thị trấn của xứ Kuru, thị trấn hay là đô thị. Cho biết chính xác là thời gian rồi cho biết là địa điểm. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở tại xứ Kuru. Cái trong ngoặc đây là cái câu trên nãy chúng ta dịch rồi đó. Vùng Kama Sakdama, thị trấn của xứ Kuru hay là đô thị của xứ Kuru. Đoạn tiếp theo mời một vị khác. Quý vị nào đã chuẩn bị bài chưa? Thúy Nguyệt đã chuẩn bị bài chưa? Dạ, con xin nhận. Một vợ. Dạ, Tát Cha là Khi Ánh, Út Cha Khô là Khi Ánh, Ba Gan Hoa là Đức Thế Tôn, Bích Khủ là Thầy Kheo, Aman Thật Duy là Nó, là Thế Kẻ, Bích Kha Vô là Thầy Kheo. Này con xin dịch là khi ấy Đức Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo, này các tỳ kheo. Vâng ạ, cảm ơn con, đúng như vậy. Để con viết cái câu dịch trước đi. Khi ấy ha. Khi ấy là sao nữa? Đức Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo. Nói với các vị tỳ kheo.
Nói như thế nào? Này các tỳ kheo. Hả? Này các tỳ kheo à? Dạ, cái câu này dịch như vậy. Tatra, à, những cái từ này là lớp chúng ta cũng đã học rồi. Tatra nó là từ loại là gì? Bất biến từ là tại đó, khi ấy, khi ấy hay là lúc bấy giờ, tại đó. Tại đó là tại cái xứ Kuru á. Khi ấy, tại đó hay là lúc bấy giờ, tại đó. Khô, khô cũng là bất biến từ, à, lúc bấy giờ hay là khi ấy. Bhagava là Đức Thế Tôn, à, lúc nãy chúng ta dịch rồi. Bhikkhu, Bhikkhu đây là danh từ năm tánh, đây là đối cách, số ít là số nhiều. Các vị tỳ kheo, Amantesi, Amantesi. Và cái này là nó biến cách của Amantesi, à, động từ quá khứ số ít là đã gọi. Bhikkha, Bhikkhavo cộng y tí. Hôm bữa trong lớp có vị nào nói cái phẩy ti này là cái gì nè, nên trong câu hôm nay là chúng ta thấy được cái phần này nè. Bhikkhavo, Bhikkhavo ở đây là hô cách, à, hô cách số ít là tỳ kheo đó. Y tí, này, này các tỳ kheo. Nên cái câu này dịch là khi ấy tại đó hay là lúc bấy giờ tại đó. Khi ấy tại đó hay là có thể dịch là lúc bấy giờ tại đó. Đức Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo, hay là Đức Thế Tôn gọi, nói với Đức Thế Tôn gọi, hay là nói với, gọi các vị tỳ kheo, hay là nói với, ở đây là này các tỳ kheo thì chúng ta dùng cái từ gọi ấy, nó chuẩn hơn. Gọi, đã nói, đã gọi, đã nói. Chúng ta sang câu tiếp theo. Banante tite bhikkhu bhagavato paccha so sum. Cái câu này cũng dễ này, cái câu này những bài học trước là có học rồi đó. Mời Lê Trung Hiếu có chuẩn bị bài chưa? À, Lê Trung Hiếu có chuẩn bị bài chưa? Cô mời Thúy Nguyệt. Dạ. Con xin dịch cái đoạn này. Một rồi. Bạch Thế Tôn. À, này thật. Các tỳ kheo trả lời. Bạch Thế Tôn. Nói nghĩa của từng từ rồi dịch ra, không biết nghĩa của từng từ không? Ranjanti là Bạch Thế Tôn. T là vị ấy.
Bhikkhu là Tỳ Kheo, Bhagavato là Đức Thế Tôn, Bhattasvosum là trả lời. Dịch cả câu là các vị Tỳ Kheo trả lời. Vị Tỳ Kheo trả lời. Các vị Tỳ Kheo trả lời sao? Dạ, bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn. Mẹ con cảm ơn. Ba đăng tề tí, ba đăng tề tí là ba đăng ta cộng với y tí. Ba đăng ta cộng với y tí. Ở đây là chúng ta thấy là ba đăng ta là tận cùng là a. Tận cùng là a cộng với y tí là bắt đầu là y. Nên a mà cộng với y á thì nó đổi thành a cộng với y thì nó bằng e. Nên ba đăng ta cộng với y tí thì chúng ta có là ba đăng tề tí, ba đăng tề tí. Ba đăng ta là ba, ba đăng ta là chỉ cho Đức Đức Thế Tôn đó, chỉ cho Đức Phật. T T T lúc nãy nói nghĩa là gì? Nghĩa ấy. Là ấy là đó, đây nó là đại từ ấy là đó. Bhikkhu là các vị tỳ kheo, Bhagavato. Bhagavato là đến Đức Thế Tôn, ở đây là Bhagava đó, đó là chủ cách. Đây Bhagavato là sử dụng cách. Số ít là đến Đức Thế Tôn. Bhacchasosum, Bhacchasosum đây là động từ quá khứ. Động từ quá khứ của động từ nào có biết không? Có biết quá khứ của động từ nào không? Là Patiti. Patisuti. Pati. Quá khứ của động từ Pati. Sunati. Đúng vậy, Pati Sunati. Nghĩa là trả lời hay là đáp lại các vị tỳ kheo đã các vị tỳ kheo đã vâng đã trả lời hay là đã vâng đáp. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật gọi các vị tỳ kheo nên các vị tỳ kheo đáp lại là bạch Đức Thế Tôn. Sang cái đoạn tiếp theo. Hai từ này rất là dễ, có vị nào còn nhớ không? Cái hai từ này chúng ta cũng gặp nhiều lần rồi này. Mời quý vị nào dịch hai cái từ này. Mời một vị dịch hai từ này. Hai từ này rất là dễ. Mời cô mời Liên Sơn. Dạ, Đức Phật. Con xin dịch ạ. Đúng rồi. Ba gia quân là Đức Thế Tôn. Còn là Eta Đa Vô Ca là do từ chữ Eta cộng A Vô Ca, có nghĩa là này đây. Và còn chữ A Vô Ca đã giải. Này cô cảm ơn Liên Sương học bài rất là kỹ, tại vì hai cái từ này là đã học rồi.
nên có học bài qua nên nhớ. Nên là Đức Thế Tôn Eta Davocha là đúng như Lê Xuân nói, là gồm có Eta cộng với vô Avocha. Eta là này, là đây. Avocha là đã dạy, đã nói. Eta là này hay là đây. Đã dạy, đã nói. Nên cái câu này dịch là Đức Thế Tôn đã dạy như sau. Đức Thế Tôn dạy như thế nào? Mời vị tiếp theo dịch cái câu. À, quý thầy, quý sư, quý sư cô, quý học viên á, mình đã từng nghe. À, trong trong cái thời gian mà mình nghe pháp, mình học pháp, mình đã từng nghe cái câu là đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng đạt niết bàn. Rồi mình cũng từng nghe đây là pháp niệm thân, niệm thân trên thân, niệm thọ trên thọ, niệm tâm trên tâm, niệm pháp trên pháp. Chúng ta từng nghe những cái từ như vậy, và hôm nay chúng ta đi vào chánh văn, chúng ta đọc những cái tiếng Pali, những cái câu, những cái chữ mà ngày xưa Đức Phật đã nói ra. Những cái từ, những cái câu, cái chữ mà ngày xưa Đức Phật, hồi trước giờ mình học là mình học bằng tiếng Việt, mình nghe bằng tiếng Việt, nhưng mà bây giờ mình đi vào chánh văn, mình nghe, mình học những cái lời mà những cái từng con chữ này là ngày xưa Đức Phật đã nói ra, rồi chư vị thánh tăng lại trùng tụng 2.000 mấy trăm năm. Đến bây giờ chúng ta đã có duyên, chúng ta học từng cái con chữ mà ngày xưa Đức Phật và chư vị Thánh Tăng đã nói đó. Thì mình thấy là cái đây cũng là một cái phước duyên của mình đó. Nếu mình nghe trong bằng tiếng Việt mà hôm nay mình đi vào mình đọc được bằng tiếng Pali, bằng cái chữ mà ngày xưa Đức Phật nói đó, cũng là cái điều phước duyên của mình. Không phải một ngày một bữa mà 2.000 mấy trăm năm rồi, trên 2.500 năm rồi, mà bây giờ mình còn học, mình còn đọc được. Đây là một trong những cái phước duyên của mình, một cái phước duyên rất lớn, chứ không phải cái phước mỏng mà có được đâu. Một cái phước dày, cái phước sâu dày với Phật Pháp, mình mới có được cái duyên này. Thì chúng ta sang những cái cụm từ tiếp theo, cô mời một vị khác dịch cái đoạn này, phân tích và dịch đoạn này. Lan Phương có chuẩn bị bài chưa? Dạ, con xin lỗi sư, con chưa ạ. Phật. Thu Loan. Thu Loan có chuẩn bị bài chưa Thu Loan? Dạ, mô Phật, con xin lỗi sư, con cũng chưa rồi. Vị nào chuẩn bị bài rồi, không chuẩn bị là cô đọc tên hết lớp luôn. Vạn Ngọc, sư cô Vạn Ngọc có chuẩn bị bài chưa? Dạ mô Phật, cô sư con cũng chưa soạn xong rồi. Phật. Võ Thanh Thái chuẩn bị bài chưa? Bạch sư, con cũng chưa chuẩn bị ạ. Phật. Phạm Thị Quý Vân có chuẩn bị chưa? Phạm Thị Quý Vân. Trần Thị Bích Tiên chuẩn bị bài chưa Tiên? Đừng nghe bạc xong dịch xem sao đi. Rồi, cô mời con. Chị cô là hai dân nhô là con đường độc nhất. Cái dân là này là về là thì ma do là con người có khả năng là chúng sanh vi su di gia là không tịnh suka ba la suka ba ri ba năng là sầu bi
con có nhìn lên cái màn hình không? Con dịch những cái chữ mà nó xuất hiện trên cái màn hình thôi. Rồi cái đoạn tiếp theo sao? Sau khi con dịch xong cái cụm từ này đi, rồi con dịch những từ tiếp theo. Con đường động nhất này cái gì theo là con đường đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh vượt qua sầu bi ạ. Không, cái câu này chỉ đến cái chữ thanh tịnh thôi. Rồi cô cảm ơn con. Để cô phân tích cái đoạn này đi, rồi cô sẽ mời con nói tiếp cái đoạn sau. Ekayano, Ekayano đây là danh từ nam tánh. Ở đây nó là chủ cấp, số ít là độc đạo hay là con đường duy nhất. Ajan đây là biến cách của Ima đó, chủ cấp số ít của Ima là này, là đây. Bhikkhave là Đức Phật. Đức Phật gọi các vị tỳ kheo, đến đây nó là hô cách số nhiều. Ở này, này các tỳ kheo, Đức Phật gọi các vị tỳ kheo. Mắt vô là chủ cách số ít, là con đường. Sát tà năng đây là cách gì tiên? Cách thứ mấy? Đây là sử dụng cách số nhiều, là cho hay là đến chúng sanh đó. Cho chúng sanh hay là đến chúng sanh. Visuddhiya đây cũng là sử dụng cách. Ở đây là số ít thanh tịnh. À, cái phần này nó chỉ có cái đoạn vậy thôi, chúng ta dịch cái đoạn này trước. Này các tỳ kheo, Đức Phật gọi các vị tỳ kheo. Này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất đưa đến. Đây là con đường duy nhất. Đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Đây là con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Nó dịch cái đoạn tiếp theo. Rồi cô mời Bích Tiên dịch tiếp cái đoạn này. Soka Thala Bari Devanam Samati Samajaya Dịch rồi. Con xin lỗi. Sao Bích Tiên? Dạ. Cô đã quan tâm được là Soka Bali Devana là sầu bi. Samati Tamaya là diệt trời. Dukha Umanasana là khổ ưu. Athagamaya là dịch trừ, còn từ trên là vượt qua. Samati Kamaya là vượt qua. Rồi con dịch cái đoạn này sao? Dạ, vượt qua sầu bi, dịch trừ khổ ưu ạ. Rồi con cảm ơn con, đúng như vậy. Soka Parideva. Soka Parideva là nó bằng là Soka cộng với Parideva năng. Parideva này là đối cách số ít, có nghĩa là sầu bi. Thì trong đây soka đó có nghĩa là sầu, parideva là bi,
Sukha parideva là sầu bi. Samatika mayang, samatika mayang là sử dụng cách số ít vượt qua hay là vượt khỏi. Dukkha Domanasa ở đây cũng là một cái từ ghép gồm có Dukkha cộng với Domanasa năng. Dukkha là khổ, Domanasa năng là ưu. Nên cái từ này có nghĩa là khổ ưu. Atthangamaya, Atthangamaya là sử dụng các số ít diệt trừ. Nên cái câu này dịch cùng với cái câu ở trên, dịch cùng với câu ở trên này, các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Rồi ở đây là vượt vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu. Cô mời Thanh Văn dịch cái đoạn tiếp. Dạ, Nasa, Nayasa. Dạ, Nayasa, từ này con chưa biết ạ. Adigamaya là thành trụ chứng chánh trí, Nibbanasa là niết bàn. Nibbanasa là niết bàn. Sacchitigiriya là cái gì đó? Sacchā là này, là nó gồm từ ghép gồm nhiều từ cô. Là chứng ngộ niết bàn. Dạ thưa sư, con không biết, con không biết. Gia đi đang là đó là dạ gia đi đang là đó là Chattaro là bốn là tứ, Satipatthana là niệm xứ. Đó là dạ như con sao? Chỉ mới thuộc đây. Dạ đoạn này con dịch làm sao? Dạ là mùa đưa đến diệt trừ sở ô, vượt vượt khỏi sở ô, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ ạ. Mô Phật, con cảm ơn con. Nha Yassa, nhà giác xa, đây là nó biến cách của từ là nhà nhà gia đó, biến cách của từ nhà gia, đây là danh từ năm tánh tỷ ngữ A, đây là sử dụng cách số ít thái độ đúng hay là chân chánh. Thưa cô, cho con hỏi rồi cô. Gì đó? Dạ con hỏi là cái đuôi Asa là sở hữu cách hả cô? Này là sử dụng cách là Ene cô, là cách thứ ba. Còn Asa với Aya là cái đây là sở... cách thứ tư. Cách thứ tư á, dạ. là dạ. Cách thứ tư là cái gì? Là sở hữu cách hả? Không phải, cách thứ sáu là sở hữu là chỉ định cách. Hả? Chỉ định cách. Cách là cái thơ đó cô. Chỉ định cách. Cái đây nó là danh từ năm tánh vĩ ngữ A đó, nó là danh từ năm tánh vĩ ngữ A. Nên cái hình thức này á, nó có hai trường hợp, một á, là cách là chỉ định cách, hai là sở hữu cách. Dạ. Với lại sư ơi, sư rồi.
Hả? Hồi nãy cho con hỏi là cái từ mà Visuddhiya với lại cái từ mà sát tà năng á cô. Dạ cô cũng ghi là sử dụng cách, là có phải là nó cũng là chỉ định cách này không cô? Visuddhiya với sát tà năng. Dạ. Con thấy là à năng với lại a a amha atma là cái đuôi à đó cô, chứ không phải là đuôi ena ehi ebi. Nhà giáp xa, nhà giáp xa thì nó là hai trường hợp. Dạ. Hai trường hợp, hoặc là chỉ định cách, hoặc là sở hữu cách. À, hoặc là sở hữu cách. Thì ở đây cả lớp thấy là cách nào là thích hợp hơn? Sở hữu cách là không không thể rồi đó, nó không có chỉ cái gì về cái quyền sở hữu hết. Nhà gia ở đây đó là danh từ nam tính, danh từ nam tính điển hình A. Lớp thấy trong mấy cách này cái cách nào là thích hợp? Chỉ định cách, chỉ định cách là đến cách nào là thích đến hợp? Thái độ đúng đắn là chỉ định cách định giờ sao giờ chỉ định dạ. Chỉ định cách đúng định hơn là định cách chỉ định cách dạ. Hai Phật đứa định nếu mà chỉ định cách thì các từ ở trên á, các từ ở trên là sửa lại. Khoan để cô coi cái từ mà Visuddhiya đúng không? Dạ, Visuddhiya với sắc tà năng đó cô. Visuddhiya với sắc tà năng. Dạ. Nhưng là chỉ định cách không à? Đúng rồi đó, chỉ định cách mà cô biết nhầm đó. Cô viết nhầm là cách thứ tư á, đúng không? Dạ. À, cách thứ tư mà cô viết nhầm là sử dụng cách. Là sử dụng cách. À, tiếng Anh là cô để là đế tri khê, đó là đúng rồi. Cô dùng là đế tri khê đó. Đúng không? Dạ. Ừ, vậy sửa mấy từ kia cô xin lỗi, sửa mấy cái từ kia lại. Cô dùng là đế tri khê nhưng mà khi viết ra tiếng Việt thì lại dùng là sử dụng cách. DTK nó là chỉ định cách. Hả? Không phải là chỉ định dạ. cách. Không phải là chỉ định nó cách là, chị. Nó là đến to for cô. Con nhớ là cái cách đó là dùng cái bên tiếng Anh là to for. Cách thứ nhất á, là nominative K là chủ cách. Cách thứ hai là đối cách. Cách thứ ba là sử dụng cách hả? Là bay á, bằng đợi à, là sử dụng cách. À, rồi cách thứ tư là chỉ định cách. À, chỉ định cách. Chỉ định cách đúng rồi. Cách thứ tư là chỉ đúng định rồi, cách. Là C4. À, đúng rồi, C4 đúng rồi. Mai mốt mà mình dùng cách số đi cho nó cô ghi là DTK nhưng mà khi viết thì cô lại dùng là sử dụng cách. Nó mốt ghi vậy đi, C4 vậy cho nó không có nhầm lẫn. Dạ. À. Đúng rồi, sửa mấy cái trên giùm cho cô. Ở trên là cô ghi tiếng Anh thì đúng, nhưng mà khi cô nói ra tiếng Việt á, thì là nói nhầm lẫn. Là Visuddhiya ha. Là cũng là DTK. Rồi cái từ mà Atthagamaya đó. Atthagamaya đúng không? Dạ. Đó, ừ, là mấy từ đó là cách thứ tư hết đó. Sửa lại mấy từ đó là cách thứ tư. Cô đọc lại nè, Visuddhiya ha, Visuddhiya là C4. Rồi
Visuddhiya là đề 4, Samatika Maya cũng là C4, là vượt khỏi đó, cũng là C4. Sát tà năng thì sao cô? Sát tà năng là à năng không cô? Đúng à, à năng hay là cái này là đúng không? Atthaga Maya, cái nào, cái từ nào? Sát tà năng đó cô. Cô là trả ngược lại đi, cô trả ngược lại cho dễ. Cho chúng sanh nó bắt đầu từ cái từ là Visuddhiya ha. Ừ, Visuddhiya ở đây đổi lại là C4 rồi là một từ. Rồi, từ nào nữa? Sát tà năng. Hả? Trong câu kính vừa rồi đúng không? Sát tà năng. Sát tà năng. Dạ. Đó cũng là C4 luôn. Đúng rồi, C4 luôn. Tại vì hai từ này nó đi cùng với nhau, nó cũng là C4. Cô xin lỗi, cô ghi chú bằng tiếng Anh là C4, DTK đó. Cô ghi là DTK nhưng mà khi nói ra tiếng Việt là nói như vậy. Là C4. Rồi Samatikamaya ha. Dạ. À, cái này cũng là C4. Rồi cái này cũng là C4. Còn từ nào nữa? Cái từ này cũng vậy nữa này, cái từ này cũng cũng là cách 4 luôn đó. Rồi cô cảm ơn con nhiều. Đây đúng không? Lúc nãy là mình dịch tới đây. Adigamaya. Adigamaya đây là cũng là C4 đấy. Số ít thành tựu chánh trí. Thực ra trong từ điển thì cái từ này nó là thành tựu hoặc là chánh trí. À, nhưng mà Ngài Hòa Thượng Ngài dịch thành tựu chánh trí. Mà đúng thành tựu chánh trí thì cái nghĩa nó trọn vẹn hơn. Nibbanasa. Nibbanasa cũng là C4. Số ít mình biết và Sacchikiriya ya. Tất cả các cái từ này các đều là C4. Chứng ngộ. Dắt đi đang. Dắt đi đang là dắt cộng với y đang. Đó là gì? Hay là đó là Chattaro? Chattaro đây là cách thứ mấy? C mấy? Chattaro bằng ô là C1. Chattaro là biến cách của từ Chattu đó. C1 hay C2? C1 hoặc là C2, nhưng mà ở đây nó dùng nghĩa đối cách nên mình dùng là C2, là số nhiều, là 4, số 4. Satipatthana là niệm xứ, Sati là niệm, Patthana là xứ, là cái chỗ, cái nơi. Đây nó là trung tâm của nhiệt A, nên đây nó là C2. Số nhiều là niệm xứ. Trong cái câu này dịch là cái câu này nó kết nối với cái phần trên, nên ở đây chúng ta dịch là thành tựu chánh trí, nó kết nối với cái phần trên đó. Đó là 4 niệm xứ. Đó là 4 niệm xứ.
cái câu trên đó là Đức Phật nói là này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu. Và đến cái đoạn này là thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Vì nếu mà để một câu dài như vậy thì ghi chữ nó rất là nhỏ, sợ lớp nó không thay, sợ lớp không thấy nên mới cắt ra thành từng cái đoạn ngắn để ghi cái từ, viết cái chữ nó tương đối lớp dễ nhìn hơn. Chúng ta sang cái đoạn tiếp theo. Hai từ này rất là dễ. Katame là katama, đó là gì, là nào. Cái này có nghĩa là gì hay là nào. Chattaro là bốn, là bốn cái nào. Bốn cái đó là bốn cái nào. Bốn niệm xứ, Đức Phật nói đó là bốn niệm xứ. Rồi Ngài mới đặt câu hỏi tiếp là bốn cái nào, bốn niệm xứ đó là bốn cái nào. Đây là bốn, nên cái câu này dịch là thế nào là bốn, hay là bốn cái đó là gì. Thế nào là bốn, hay là bốn cái đó là gì. Này, cứ mời một vị phát tâm dịch cái đoạn này. Vị nào có chuẩn bị bài thì mình nhìn. Thanh Vân, cô mời Thanh Vân. Vị nào có chuẩn bị bài dạ. Cứ phát tâm. Dạ mới dạ, được ạ. Dạ. Ý đa là đó là Bích Vê là này các tỳ kheo. Bích Khu là một vị tỳ kheo. Khaya là tiếng cách từ Khaya là thân ạ. Khaya Khaya Anupassi là Khaya cộng Anupassi là quán thân ạ. Dạ, ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ khu sống với quán thân. Dạ. Quán thân gì? Quán thân trên thân. Cảm ơn con. Ida. Ida đây là bất biến từ, là này, là đây. Bhikkhave là Đức Phật gọi các vị tỳ kheo đó, là này các, đây là nó hô cấp này các tỳ kheo. Bhikkhu là các vị tỳ kheo, các từ này cứ lặp đi lặp lại, các vị tỳ kheo. Cà dê là miếng cấp của cà gia, gia đây là vị trí cấp là C7 đấy, số ít trên thân. Cà gia nu bác sĩ là cấp mấy? Cà gia nu bác sĩ là cấp mấy? Cà gia nu bác sĩ là cấp mấy? Trước tiên mình muốn biết nó là cách mấy, mình phải xác định nó là thuộc danh từ chủ đặc tánh hay trung tánh. Bhikkhu là danh từ. Kayanubhassi, Kayanubhassi nó là danh từ gì? Nam tánh hay là trung tánh? Mình phải xác định nó, rồi khi mình xác định nó là nam tánh, trung tánh hay nữ tánh, rồi mình xác định cái vĩ ngữ, rồi lúc đó mình mới biết được cái biến cách của nó. Đây là nam hoặc là trung. Cái này là nam hoặc là trung, và vĩ ngữ là y dài. Nên đây nó là cách 2 đó, cách 2 số ít là quán thân. Đó, viharati là sống. Cái từ này nãy mình học rồi. Nên cái câu này chúng ta dịch là này các tỳ kheo. Đó, cái từ mà bhikkhave là Đức Phật gọi các vị tỳ kheo, này các tỳ kheo. Cái từ biết khu đó là cái từ Đức Phật dùng để làm chủ từ trong câu. Này các tỳ kheo, vị ở đây là biết khu, đây là vị chứ không có vị tỳ kheo. Biết khu là số nhiều hay số ít? Biết khu đây dùng số nhiều hay số ít?
Bhikkhu nó là danh từ năm tám vị ngữ u. Số ít à? Số nhiều hay số ít? Số ít. Số ít nên ở đây là vị tỳ kheo. Đó, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sống quán thân trên thân. Cái câu này dịch rất là sát nghĩa, từ đâu nghĩa đó. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sống quán thân trên thân. Rồi cái đoạn tiếp theo, vị nào đã chuẩn bị bài rồi đó, cô mời các vị phát tâm. Thanh Vân dịch tiếp đi. Thanh Vân có chuẩn bị đoạn này chưa? Thanh Vân giơ tay mà sao cô hỏi rồi không có nghe trả lời. Bích Tiên, con dịch tiếp cái đoạn này đi Bích Tiên. Dạ mô Phật, con xin dịch ạ. Atibi là nhiệt tâm, Sabachano là tỉnh giác, Satimi là Satima là có tính thiện, Vinaya con thấy có hai những cái trường là có huấn luyện ạ. Loka là thế gian, Vicha, Manasa, San là tham, tham dục là khổ, là khổ ư. Nhà mô Phật, bên này dịch là nhiệt tâm tỉnh giác nó tính nhị, nhiệt trừ khổ ưu. Còn từ nữa con chưa dịch, cái từ lô kê chưa dịch. Dạ, nhiệt trừ khổ ưu ở đời. Rồi, con cảm ơn bà. Khi mà dịch được cái câu này á thì ba cái phần còn lại á là dùng giống y cái câu này, nên những cái là đến đây mới có niệm thân này, rồi niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đều có cái câu này trong đó. Nên khi mà mình dịch được cái câu này là ba cái phần sau là mình chỉ dịch cái từ thọ, rồi dịch cái từ tâm, dịch cái từ pháp mà thôi, thì nó sẽ ra đúng cả cái đoạn, nên cái đoạn sau này nó dài, nhưng mà do có sự lặp lại đó. Đây là nhiệt tâm, là tính từ, được dùng như tính từ đó, là nhiệt tâm. Sambachano, Sambachano đây là dùng cách thứ mấy tiên? Con biết không? Đây là cách 2. Cách 2 đúng rồi. Số ít, tỉnh giác. Satima cách mấy? Dạ con cũng là cách 2. Satima cũng là cách 2. Số ít là của từ sati đó, lúc nãy cái từ này nãy mình học đó, là cái vĩ ngữ, những vĩ ngữ chỉ sở hữu đó, sati cộng với ma là satima, là có tỉnh giác, có chánh niệm. Đây là có chánh niệm, đây là cái từ, cái vĩ ngữ lúc nãy mình học đó. Vinaya, Vinaya là quá khứ của Vinetic, là chế ngữ. Quá khứ của Vinetic là chế ngữ hay là diệt trừ. Loke, Loke đây là cách, cách 7. Số ít ở đời. Từ này là một cái từ ghép, nó gồm có là api,
Abhijja. Abhijja là tham, cộng với Dhamma Nasana. Dhamma Nasana, Dhamma Nasana, Dhamma Nasana là u. Nên Abhijja Dhamma Nasana, cái từ này là nó là tham u. Từ ghép Abhijja là tham, Dhamma Nasana là u. Này cũng là cách. À, cô xin lỗi, tôi xin lỗi cái từ mà sambacchano đây á. Sambacchano đây là cách 1 chứ không phải cách 2. Santima cũng là cách 1, là chủ cách chứ không phải cách 2. Nha. Sambacchano là chủ cách, Santima cũng là chủ cách. Cái từ này nè, Abhijja Dhamma Nasana đó mới là đối cách, mới là cách 2 đó. Thì cụm này, cái cụm từ này dịch là nhiệt tâm, tỉnh giác. Nó là tiếp theo cái câu trên đó. Nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ô, rồi để chế ngự tham ô, rồi nhiệt tâm tỉnh giác. Tiếp theo cái câu trên, vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ô ở đời. Nên cái điểm then chốt nhất trong tứ niệm xứ là phải là nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm. Nếu không có nhiệt tâm, không có tỉnh giác, không có chánh niệm thì không phải là hành tứ niệm xứ. Sang cái đoạn tiếp theo thì cái câu này nó dài như vậy, nhưng mà cái đoạn này nè, chúng ta thấy là nó là lặp lại đến đây, chúng ta chỉ dịch mấy từ thôi, dịch có mấy từ. Cái đoạn này là cái đoạn lặp lại, ở đây có hai từ thôi. Này, cô mời một vị khác. Vị nào chuẩn bị bài rồi cô mời, ở đây có hai từ thôi. Này, cô mời Thanh Vân. Dạ thưa sư cô, con đọc Vedana Su là thọ. Ừ. Dạ là thọ. Su là có thể cách 7. Hả, con có thể phân tích là nó là Vedana là danh từ nam tánh hả? À, đây là cách nó bị cách từ cái từ Vedana đúng không? Dạ, bị cách theo cách 7 cô. Ừ, cách 7 đúng rồi. Cách 7. Số ít hay số nhiều không? Dạ là số ít. Số ít hay số nhiều? Biết cách 7 số mà. Nhiều ạ, số nhiều. Số nhiều. Số, dạ. Rồi ở đây là cái gì? Hồi nãy trên thân, giờ ở đây là trên gì? Dạ là trên thọ. À, trên thọ. Rồi còn cái cách này cũng giống, cũng giống như hồi nãy. Là quán thọ. Ừ, quán thọ. Trên quán thọ. Này nó cũng là chủ cái số ít. Rồi cả cái đoạn này con dịch, cả cái đoạn này dịch luôn, cái đoạn lặp lại luôn. Dạ. À, dạ là sống ngày này các thì sống quán thọ trên thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm chế ngự tham ưu ở đời. Dạ, cảm ơn con. Sống quán thọ trên thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật dạy rất là hay. Nếu mà mình không có nhiệt tâm này, mình giải đãi, mình lời biến, làm sao mà mình dứt trừ được phiền não? Nên phải nhiệt tâm này, nhiệt tâm rồi phải tỉnh giác nữa, chứ mê mờ mờ làm sao biết được phiền não mà nhiệt. Rồi phải có chánh niệm ghi nhận đề mục liên tục. Thì khi cái tâm tham nó khởi, mình biết
Rồi đó là mình nhiệt tâm, mình tỉnh giác, mình chánh niệm đó, mình chánh niệm tham nó khởi, mình biết sân nó khởi, mình biết có như vậy mình mới diệt trừ được. Đó nên Đức Phật dạy là phải trong cái pháp tứ niệm xứ là phải có sự nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm. Nếu không có nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác nào là không không có tứ niệm xứ. À, chúng qua cái đoạn tiếp theo, cái đoạn tiếp theo cũng vậy, chỉ dịch có hai từ. Cô mời một vị khác, nếu Thanh Vân có dịch được thì dịch luôn cái đoạn này. Dạ là chitta, chitta là biến thái của chitta là tâm mà. Ừ. Là chủ cách số ít. Cũng là cách trên, cũng chân là cách, tâm, dạ. Cũng là cách cách bảy. Số ít trên tâm. Chitta anupassati là quán tâm. Ừ, quán tâm. Rồi, cái đoạn này dịch là dạ là sống. Sống sống quán tâm trên tâm. Trên dạ, tâm. Là nhiệt. Nhiệt tâm. Tỉnh giác. Chánh niệm. Để chế ngự tham ưu ở đời. Đoạn tiếp theo, đoạn này cũng vậy. Thanh Vân, con nói tiếp luôn cái phần cuối này đi. Dạ, Dhamma Su là biến cách của Dhamma. Và cách 7, số ít là phá chân pháp. Dạ, Dhamma Su là quán pháp. Dạ, là sống quán pháp trên pháp. Nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm. Để chế ngự tham ưu ở đời. Dạ, cảm ơn con. Rồi bây giờ mời một vị nhìn vào cái bản văn này để dịch cả cả cái đoạn này. À, không biết là có vị nào dịch được hay không. Cô mời một vị. Có vị nào dịch được không? Giỏi ha, có hai người giơ tay đây. Rồi cô mời Diệu Thông đi, cô mời Diệu Thông. Dạ con có phải đọc không hay là con dịch không? Con không cần đọc đâu, dịch đi. Dạ, bây giờ con xin dịch này. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn sống tại xứ Kuru, vùng Kama Tatamang, là đô thị của xứ Keru. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn, các vị tỳ kheo đã làm. Thế Tôn đã dạy như sao? Dạ. Này các tỳ kheo, đã biết không? Con đường mà duy nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh vượt khỏi sầu u hay là sầu não, diệt trừ khổ. À sầu bi ạ, sầu bi diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Dạ. Cô cảm ơn Diệu Thông.
cái chỗ mà ekayano ajan bhikkhave magga sattana visuddhiya là đây ha, mình dịch là đây, đây là con đường độc nhất hay là đây là con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Rồi cái đoạn tiếp theo cô mời một vị khác. Thanh Vân. Dạ thưa cô, thế nào là bốn? Này các vị kheo, ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham u ở đời, sống quán thọ trên thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham u ở đời, sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham u ở đời, sống quán pháp trên pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham u ở đời. Cô cảm ơn, cô cảm ơn. Liên hiệp có giơ tay đây, cô mời Liên Hiệp dịch lại cái đoạn mà Thanh Vân vừa mới dịch. Mô Phật, kính bạch sư, con xin đọc bài. Nói to lên không nghe, chưa nghe được. Mô Phật. Mô Phật, này các thầy cô, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh vượt khỏi sầu ưu, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh thế, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Thứ nào là bốn? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm cảnh giác chánh niệm đỡ chớ người tham ưu ở đời, sống quán thọ thân các thọ, nhiệt tâm cảnh giác chánh niệm đỡ chớ người tham ưu ở đời, sống quán tâm trong tâm, nhiệt tâm cảnh giác chánh niệm đỡ chớ người tham ưu ở đời, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm cảnh giác chánh niệm đỡ chớ người tham ưu ở đời. Một Phật thánh đại sư hết rồi. Một Phật, cảm ơn Liên Hiệp rất là nhiều. Liên Hiệp hôm nay khá quá ha. Liên Hiệp mới lúc đầu năm vô học là yếu lắm đó, mà hôm nay học vậy là rất là khá. Cô Hiếu rất là quan hỷ. Cảm ơn cả lớp trong hai tiết vừa qua, cả lớp đã chịu khó chuẩn bị bài rồi vào lớp cùng tập dịch. Mình cứ nghĩ những cái phước duyên mà mình có được không phải là ai cũng có được hết á, cũng phải là nhiều đời nhiều kiếp mình mới có được cái phước duyên này. Mình từng nghe những cái từ, những cái câu, những cái chữ bằng tiếng Việt, mà hôm nay mình đọc được những cái con chữ mà ngày xưa Đức Phật đã nói, thì mình thấy là cái duyên, cái phước của mình nó trọn đủ lắm. Nên quý vị cố gắng học, mình đã có phước rồi, hôm nay mình học, mình đọc lại những cái từ, những cái câu này, cái phước nó còn huân tập thêm. Lớp chúng ta nghỉ ở đây. Cảm ơn quý thầy, quý sư, quý sư cô, cảm ơn cả lớp đã cùng tham gia tập dịch. Mô Phật, mời cả lớp hồi hướng. Y đàn nô nha tì nàng hô tô sô khi ta hoàn tù nha ta vô. Y đàn nô nha tì nàng hô tô sô khi ta hoàn tù nha ta vô. Y đàn nô nha tì nàng tu sau khi ta hoàn tu nha ta vô. Mô Phật, chào cả lớp, chúc cả lớp an vui sức khỏe, học tốt.